Hello. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là Nguyễn Thái Quốc Cường, là em họ của Công Phượng. Đây là các anh em bên đội. À đây, hello Tiêu Hết San. Hello, ngoài được biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Chiều ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại thành phố Bà Rịa. Một chút nữa thì mình sẽ ra sân để tác nghiệp một trận đấu giao hữu cũng rất là thú vị giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và đội khách là câu lạc bộ Long An, hiện do huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức dẫn dắt. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái thông tin hay mà ngoài đường pit đang rất là mong chờ đến. Bây giờ thì đi vô trong thành phố và tác nghiệp thôi. Let's go. Lái xe xuống mất 2 tiếng đồng hồ, khá là đói bụng. Bây giờ cũng đã là 2 giờ chiều rồi, cho nên là mình quyết định là ghé bánh canh Long Hương ở ngay cổng chào của thành phố Bà Rịa để mà ăn trưa. Sau đó thì sẽ ra sân Bà Rịa để tác nghiệp. Dạ em cảm ơn. Wow, tô đặc biệt. Ồ chà, nguyên một tô đặc biệt. Rồi, ăn uống no nê xong rồi thì bây giờ sẽ di chuyển vào phía trong thành phố Bà Rịa. Có thể nói là khoảng thời gian 45 ngày không có V-League là một thử thách rất là lớn dành cho các YouTuber như bọn mình. Liên tục phải sáng tạo nội dung, mà bây giờ không có đá banh thì phải đi tìm kiếm các cái nhân vật hoặc là các cái trận đấu giao hữu để mà ghi hình lại. Đặc biệt là bây giờ thì cũng xin chia sẻ với cả nhà là các đội bóng ở giải hạng nhất bây giờ thì họ đang tích cực tập luyện. Các đội V-League thì lúc này vẫn đang nghỉ xả trại, nhưng mà các đội ở giải hạng nhất là bây giờ đã phải chuẩn bị để đầu tháng 4 là họ cũng sẽ chính thức tranh tài tại giải hạng nhất quốc gia năm nay rồi. Và vì vậy mà sự chuẩn bị của các đội bóng cũng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả, nhiều người hâm mộ. Bây giờ thì mình lên đường tiếp tục thôi. Cuối cùng thì cũng đã tới nơi, Học viện bóng đá Juventus. Có lẽ là cũng sắp đến giờ tập luyện của các cậu bé rồi. Các em đang ra khu vực ghế đá và đi giày, đi trang phục để chuẩn bị cho buổi tập luyện. Đây là giờ các em nhỏ bắt đầu lên để đi ra sân tập luyện. Có đầy đủ các cái công cụ để chuẩn bị cho buổi tập ngày hôm nay. Chào tụi con. Em nhỏ này có lẽ là U15, U16 rồi. Thể hình cũng khá là ấn tượng. Chiếc xe chở đội Long An cũng đã tới nơi. Hello. Đâu, mốt về đạp chiếc xe đạp nè, nó chở đồ đá vừa chứ đạp nghe không? Hết rồi. Thank you.
Alo anh. Góc khung viên của sân Bà Rịa Vũng Tàu, phòng truyền thống Juventus, với rất là nhiều những hình ảnh về các danh thủ bóng đá của câu lạc bộ Juventus trước đây như là Carlo Bigatto, Alessandro Del Piero, David Trezeguet hay là Gianluigi Buffon, Chiellini. Bây giờ thì mình sẽ đi vào phía trong sân Bà Rịa Vũng Tàu. Nơi đây cũng rất là quen thuộc đối với khán giả của Vlog Ngoài Đường Pit. Những cái lần mà mình xuống để tác nghiệp các cái buổi tập của đội tuyển Việt Nam khi đến Vũng Tàu để mà rèn quân, hay là những trận đấu ở giải hạng nhất quốc gia có sự góp mặt của đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày hôm nay thì các cầu thủ của Long An đã đến sớm để mà chuẩn bị cho trận đấu giao hữu sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ. Hello anh. Dạ em mới đến á. Dạ. Cầu thủ của hai đội đang bắt tay nhau. Đây là anh Đức. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Long An. Hello. Còn đây là anh Phan Văn Dầu, là anh trai của Phan Văn Tài Em. Bây giờ mình sẽ tranh thủ đi qua bên khu vực của đội Bà Rịa Vũng Tàu một chút. Đây là cận cảnh mặt sân cỏ của sân Bà Rịa Vũng Tàu, một trong những sân bóng được tự hào là đẹp nhất Việt Nam chúng ta. Mặt cỏ được chăm sóc rất là tốt, khu vực khán đài thì rất thân thiện, cũng rất là gần với sân cỏ. Trận đấu giao hữu cũng có một ít khán giả đến để theo dõi. Ở trong thời điểm mà V-League đang tạm ngưng thì các trận đấu giao hữu như thế này thực sự là ghê. Khỏe không? Lâu lắm rồi mới thấy Quỳnh Phú. Đây là các anh em bên đội. À đây, hello Tiêu Hết San. Mọi người hỏi thăm nhiều lắm. Đây, giải đáp cho câu hỏi của rất nhiều khán giả trước đây của các chương trình trước đây của Vlog Ngoài Đường Pit, thì mọi người có hỏi Ngoài Đường Pit là có thông tin gì về Tiêu Hết San hay không. Cầu thủ năm ngoái còn thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai theo hợp đồng cho mượn từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Tiêu Hết San đang có mặt trong thành phần của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu để chuẩn bị cho mùa giải hạng nhất quốc gia sẽ khởi tranh vào tháng 4 tới đây. Chúng ta sẽ cùng chúc cho Tiêu Hết San thật nhiều sức khỏe và thi đấu thật tốt ở giải hạng nhất quốc gia. Bây giờ thì cầu thủ của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu cũng sẽ khởi động
để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Long An. Còn đây là huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương, người đá cặp nổi tiếng một thời của đội tuyển Việt Nam cùng với Phan Văn Tài Em. Lúc nãy thì mình cũng đã mang đến cho cả nhà những hình ảnh về anh Phan Văn Dầu, là anh trai của Phan Văn Tài Em. Huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức vừa mới có những chỉ đạo dành cho các cầu thủ của Long An xong. Bây giờ thì các cầu thủ họ sẽ khởi động trước khi mà bước vào trận đấu giao hữu. Hello em. Anh khỏe không? Cố gắng nha Hóa. Đây là Phạm Trọng Hóa, cầu thủ trưởng thành từ lò PVF. Như vậy là hiện tại là Trọng Hóa cũng đang tập luyện trong màu áo của câu lạc bộ Long An để chuẩn bị cho mùa giải năm 2023 này. Bây giờ thì mình sẽ đi lên khu vực báo chí ở trên khán đài để mình chuẩn bị máy móc, thiết bị để mình livestream. Đó, đây là khu vực VIP. Hiện tại là đang được phủ bạc rồi, nhưng mà mình cứ ngồi tạm ở đây để mình like cho dễ. Trước khi like thì sẽ quay một phần ngắn khởi động của các cầu thủ. Xin giới thiệu lại với cả nhà, đây là Trương Huỳnh Phú. Hiện tại thì Phú đang làm việc với vai trò là trợ lý huấn luyện viên ở câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đây thì Trương Huỳnh Phú là cầu thủ đã từng có thời gian thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Đồng Tâm Long An, Navibank Sài Gòn. Đây là huấn luyện viên Ngô Quang Sang, người mặc áo màu xanh và đội nón màu trắng. Anh Ngô Quang Sang thì đang trò chuyện cùng với Nguyễn Minh Phương. Những gương mặt có thể nói là vô cùng quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2002 cho đến khoảng năm 2015. Có người thì theo nghiệp cầm quân từ rất sớm, có người thì đã đóng vai trò rất quan trọng trong màu áo của đội tuyển Việt Nam trước đây.
và là người hùng ở AFF Cup năm 2008 dưới thời của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, ông Henrique Calisto. Minh Phương đang dành những huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đang dành những sự chỉ đạo cho các cầu thủ của mình trước khi mà bước vào trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Long An. Đây là những khán giả đến để theo dõi trận đấu của Bà Rịa Vũng Tàu và Long An. Các cầu thủ vừa mới thi đấu xong hiệp 1 thì đã được ra ngoài để nhường lại cho các cầu thủ tiếp theo. Nguyễn Thế Dũng. Ồ, có rất là nhiều cầu thủ tên là Nguyễn Thế Dũng. Hai cầu thủ số 2 lận cho nên là không biết ai tên là Thế Dũng. Huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đang chia sẻ cùng với các cầu thủ. Hello em, xin giới thiệu với cả nhà, đây là Nguyễn Thái Quốc Cường, là em họ của Công Phượng. Lúc này thì Nguyễn Thái Quốc Cường đang là thành viên của Bà Rịa Vũng Tàu. Ở hiệp 1 thì Nguyễn Thái Quốc Cường thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm của Bà Rịa Vũng Tàu. Cầu thủ mang áo số 7. Như vậy là hiệp 2 cũng chuẩn bị quay trở lại. Có lẽ là mình cũng phải sớm tạm biệt hai đội bóng mà thôi. Lúc nãy thì Xuân Trường và Minh Vương cũng vừa mới liên hệ với mình rồi. Mình phải quay trở về lại Sài Gòn để gặp hai bạn ấy, bàn công việc cho ngày mai. Như vậy là phần tác nghiệp của Ngoài Đường Pitch tại sân Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã khép lại tại đây. Rất là cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi, và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho vlog Ngoài Đường Pitch xin một like, share, và nếu như chưa đăng ký thì có thể cho mình xin một subscribe. Bây giờ thì quay trở về Sài Gòn thôi, và tối nay thì mình sẽ cập nhật kết quả chung cuộc của trận giao hữu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và câu lạc bộ Long An. Tạm biệt. Cùng cool, du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá. Sưu tập thẻ cool, đổi quà cực cool. Sẵn ngay thẻ khám phá, có trong mỗi lốc sữa cool 110 hoặc 180ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá, đổi ngay một gói siêu cool. Thu thập được 36 thẻ khám phá, đổi được một áo choàng biến hình cool. May mắn săn được thẻ đặc biệt, nhận ngay một liều cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa cool túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn, đổi ngay một túi rút siêu cool, nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn đổi được một áo mưa siêu cool. Săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng cool thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ cool tươi vui trong mỗi lốc sữa cool tươi vui hoặc cool dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ cool tươi vui, đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ cool tươi vui, đổi ngay một bộ bút tô màu siêu cool. Tích lũy được 24 thẻ cool tươi vui, đổi được một bộ chén đĩa siêu cool. May mắn sẽ được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ cool vậy thôi các bạn ơi!